Phật để đối trị tập khí. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Đề tài hôm nay là niệm Phật đối trị tập khí. Ngày 25 tháng 4. Pháp môn niệm Phật là pháp môn khó tin, là năng tính chi pháp. Nhân thân năng đắc, thân người khó được, Phật pháp năng văn, Phật pháp khó nghe, hảo đạo tràng năng ngộ, đạo tràng tốt khó gặp, Phật đạo nan thành. Năng tính chi pháp tức là cái pháp môn này hàng dị thừa là thanh văn duyên giác. Thanh văn có tứ quả, thanh văn là Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Còn đa nghi, nghi nhiều, duyên giác hay còn gọi là độc giác. Phật không có còn trụ thế mà họ giác ngộ được cái lý duyên sanh. Đó là 12 nhân duyên vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, ngũ, sanh, lão, tử. Thì 12 nhân duyên này họ chứng nhập được, họ cắt được cái dòng sanh tử của nhân hiện tại là ái. Ái là nhân hiện tại của sanh tử để thủ hữu sanh già bệnh chết. Thì họ chứng được quả duyên giác. Còn nghi, hằng đăng địa Bồ Tát. Hằng đăng địa Bồ Tát tức là từ sơ địa đến thập địa, chuẩn bị bước lên diệu giác, đẳng giác. Bước lên đẳng giác, diệu giác, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cũng chưa biết hết được. Pháp môn khó tin đến cái mức độ mà chứng A-la-hán dứt sạch hết kiến hoặc tư hoặc rồi. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới tấm thủ kiến. Mấy cái từ này mấy anh em cần lưu tâm nhớ ghi vô. Kiến hoặc tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Đây là tư hoặc, ngũ lợi sử. Giống như cũng phải ghi ra tập để học thôi. Đây là cái từ khóa pháp số mà nó quan trọng vô cùng. Nghe người đó người ta chứng sơ quả, nghe người đó người ta bước vào thất tính trong sơ tính của hàng đại thừa, mà họ chưa phá được thân kiến, họ còn dính mắc trong cái thân này, nóng lạnh, đói khát, họ bị chi phối cái thân này, thì họ nói họ chứng rồi thì mình đây là chứng giả. Mà chưa chứng mà nói đã chứng thì cái tội đại vọng ngữ này nó còn hơn sát trộm dâm.
để mình định vị được là mình chứng hay chưa và người đó chứng hay chưa, đó là định vị trên cái đoạn được cái hoặc này, tư hoặc được chưa. Cho nên Ngài nói cái người đoạn được một phần của tư hoặc, một phần của kiến hoặc là chứng một phần, làm nhảm giảm nhẹ đi kiến hoặc tư hoặc thì người này sẽ có sự chứng đắc thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Những người ghi không kịp mình về mình coi là bạn bè của mình phải biết cái này giống như học và để trong lòng rất sâu. Vì những người họ nói họ chứng đắc được sơ quả thì họ phải đoạn được cái này, tà kiến họ không còn nữa, họ luôn luôn khởi chánh kiến. Cho nên cái pháp môn này nan tính là khó tin và rất khó tin. Thậm là rất, tiếng Hán thậm nan tính là rất nan tính, rất khó tin, rất khó tin, tức là pháp này hàng nhị thừa còn phải nghi ngờ. Khi Phật thuyết pháp về pháp môn tịnh độ, bộ kinh Pháp Hoa cái là 500 A-la-hán thối lui, không đủ sức để mà tin có cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, có các hàng Bồ Tát. Cũng như mình đang sống đây, mình nói chỉ có con người thôi chứ làm gì có cảnh giới trời, đúng không? Làm gì có cảnh giới thanh văn duyên giác Phật, cùng lắm là nhìn loài súc sanh thôi. Trong khi đó là Phật nói xấu cảnh giới lục đạo luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, người Atula trời. Nhưng mà mình chỉ thấy được người với lại súc sanh thôi, còn Atula không thấy. Thì mình nói là không có hàng Bồ Tát. Khi mà Phật nói đến hàng Bồ Tát thì A-la-hán không tin. A-la-hán nói làm gì có chuyện này. Cho nên thành ra A-la-hán họ không tin có các hàng Bồ Tát Phật, cho nên họ không có thể bước thêm nữa. Thì lúc đó Phật mới nói ra kinh điển Đại Thừa, một số các vị A-la-hán họ bắt đầu nâng cao cảnh giới, mà thối lui 500 vị thì mình biết cỡ nào. Cho nên mới nói là năng tính chi pháp là pháp khó tin. Hàng đăng địa, Tổ Ấn Quang đã nói chữ đăng địa là từ sơ địa, có thập địa này. Thứ nhất là thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng và thập địa. Nó có 50 cảnh giới của các hàng Bồ Tát. Bước vào đầu tiên đó là thập tính, thứ hai là thập trụ, thứ ba là thập hành, thứ tư là thập hồi hướng và thứ năm là thập địa. Mà từ sơ địa đến thập địa gọi là đăng địa. Bây giờ họ bắt đầu thăng hoa và đăng là tức là họ vượt qua khỏi cái sơ địa đến thập địa để họ vô đẳng giác và diệu giác, để thành vô thượng danh đẳng chánh giác. Họ vẫn, các hàng đăng địa vẫn chưa có thể thấu hiểu tột cùng của pháp môn tịnh độ, mới sáng nghe tất thì. Vậy ai hiểu pháp môn tịnh độ tột cùng của cái sự và lý của tịnh độ, chỉ có Phật cùng Phật. Thì mình mới biết đây là pháp khó tin, đúng không? Pháp này khó tin. Cho nên chúng tôi cũng không có băn khoăn gì vì sao mấy thầy học tiến sĩ Phật học về lại bác bỏ tịnh độ không tin. Chúng tôi thấy bình thường. Họ chưa vô sơ quả, họ chưa chứng tứ quả, họ chưa phải là hàng đăng địa, thì hỏi làm sao mà họ tin trọn vẹn pháp môn tịnh độ. Nhưng mà mình gặp mấy người này là mình chết ngay. Chết là làm sao? Họ phá đi pháp môn tịnh độ, họ nói theo cái đường hướng chỉ có kinh nguyên thủy thôi, chỉ có pháp môn thiền là tu hợp lý nhất thôi. Họ người tu mật họ nói chỉ có pháp môn tu mật tông. Người học giáo thì họ chỉ nói là chỉ có nghiên cứu giáo lý, từ từ rồi bắt đầu mình tu ba đại an tăng kỳ kiếp mới thành tựu được. Họ bác hẳn pháp môn tịnh độ, một đời bản sanh đới nghiệp không có chuyện này. Thì chúng ta thấy nó rất là bình thường thôi. Bởi vì hàng đăng địa chúng ta mới nghe tức thì, hàng đăng địa mà còn chưa tin hết chứ không phải nghi nha. Còn hàng nhị thừa thì có còn nghi. Hàng nhị thừa là thanh văn và duyên giác còn nghi, nhưng mà hàng đăng địa là chưa tin hết. Chỉ có Phật cùng Phật là tin hết thấu triệt sự lý của pháp môn tịnh độ. Cũng như là người về tới bên Tây Phương Cực Lạc, họ vô cái phẩm vị gọi là phàm thánh đoàn cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, thì họ không có biết là phương tiện thánh cư độ như thế nào. Tuy rằng họ đi qua lại trong bốn cõi được, thật báo vô chướng ngại độ họ đến được,
và thường tịnh quang tịnh độ họ đến được, nhưng cảnh giới trong tâm thức của họ không có thể mà họ đạt được được. Tuy rằng họ sống chung trong tứ độ đó, nhưng mà tâm linh của họ chưa nâng cao được cảnh giới, cho nên họ không có cảm thọ được và không có thọ hưởng được cái phương tiện thánh cư độ hoặc là thật báo trang nghiêm độ và thường tịch quang tịnh độ, họ không cảm thọ được. Cũng như con người mình đang sống ở trong cõi này, có người thì nghèo ở làng dân tộc ở tuốt bên châu Âu, bên cái khu mà gọi rằng là nghèo Mỹ đen, rồi những cái nơi như chúng tôi bên Mỹ mà qua bên Virginia một cái là thấy cái khu lụp xụp ổ chuột của các vị mà Mỹ đen là thấy kinh khủng luôn. Rồi rồi bây giờ mình ra thủ đô, mình ra thành phố, mình thấy là đẹp tráng lệ, nhưng mà mình nhìn vô những cái nơi thôn quê hẻo lánh khổ cực, không có gạo nấu, họ bắt con ốc con rít con rắn họ ăn, cũng ở trong cõi người đó, cũng ở trong ta bà nè, mà vì sao lại cái sự khác biệt quá lớn vậy? Một người thì đi xe cộ, đi máy bay, đi phải có bao nhiêu người đi theo, giống như ông cái ông gọi là lãnh tụ ở bên Triều Tiên, mỗi lần ông đi là phải có 8 đứa lính nó chạy theo chiếc xe chạy nhanh, nó phải chạy hết cỡ chạy nhanh đi theo để nó bảo vệ ông. Còn khi đó là những đứa ăn mày nó ngồi lề lề đường, không ai canh nó mà cũng không ai cho nó một đồng. Vì sao cũng ở trong cõi người như vậy mà sao cảnh giới họ khác nhau dữ vậy? Là do tâm địa họ sai biệt khác nhau, cho nên thành ra ở trong một cõi ta bà mà sự sẽ khác biệt một trời một vực, tâm địa khác nhau. Nhất thiết di tâm tạo, câu này là cái câu mà Phật nói quá hay. Do tâm họ tạo ra nghiệp xấu ác, cũng là con người mà vì sao họ mới nằm ở trong thai được có 1 tuần 2 tuần người ta giết họ chết rồi, cũng là con người mà vì sao họ lên đến 70 80 tuổi 90 tuổi, cũng là con người mà đang sống trong cõi người mà vừa bước vô bụng mẹ nó đã giết mất rồi. Thì mình nghĩ rằng mình đây nè cũng là làm con người, được con người thì chết không biết bao nhiêu lần bị người ta giết trong thai bào, hôm nay mới mới lọt ra khỏi thai bào mà thoát khỏi bàn tay sát nhân của những người mẹ phá thai à. Cái chỗ này thầy nói thầy bị rùng mình. Nhân thân năng đắc, pháp môn tịnh độ năng tính. Nhân thân năng đắc là thân người khó được. Cái câu nói này của Phật nói, hôm qua chúng ta nghe Tổ sư Ấn Quang này, thân người khó được, tự nhiên mình chiêm nghiệm một thời gian, mình cảm giác thấy đúng. Được thân người giống như là con rùa đuôi nó ở dưới lòng biển. Mẫu chuyện này Giác Nhàn hay nói. Hôm nay mấy anh em nghe, mấy Phật tử nghe không biết cái cảm xúc nó lớn cỡ nào. Thân người khó được như con rùa đuôi nó ở dưới lòng biển 100 năm nó nổi lên lần. Con rùa này bị đuôi à. Mà biển thì sóng nó dâng trào lúc im lúc dâng lúc trào, gió nó ùa sóng lúc mạnh lúc nhẹ, có một khúc gỗ mà khúc gỗ có cái lỗ nó trôi mênh mông vô định, nó không có đứng một chỗ, khúc gỗ không đứng một chỗ, mà con rùa này nó bị đuôi rồi chứ không phải bị sáng, nó được sáng mắt nữa, thì ở dưới lòng biển mà 100 năm nó nổi lên lần. Nhưng mà cái lỗ của cái khúc gỗ đó đó trôi mênh mông vô định, mà con rùa đuôi này 100 năm lỗi lên một lần mà cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc cỏ, thì Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo, các vị thấy có dễ không? Hôm nay mình nói là chuyện con người thân người khó được như con rùa đuôi, mình nhớ con rùa đuôi này 10 năm về sau trong A La Gia thức mình còn được câu chuyện này. Chúng tôi coi 20 năm về trước có cái cuốn kinh Pháp Hoa có nói cái mẫu chuyện là con rùa đuôi. Thì các hàng tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, nếu khúc gỗ đứng một chỗ thì có khả năng dễ, hoặc giả là con rùa này sáng mắt thì có thể là dễ, nhưng mà nó bị đuôi, mà cái đầu nó lọt ngay cổ khúc cái lỗ của khúc gỗ, thì cái chuyện này khó 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 vô cùng. Đức Phật nói này 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 các vị tỳ kheo, được làm người khó hơn con rùa đuôi ở lòng biển 100 năm nổi lên một lần, lọt cái đầu nó ngay cái lỗ của khúc gỗ, một khúc gỗ thì trôi mênh mông vô định giữa biển cả đại dương,
các vị tỳ kheo sản hồn, coi như là tốt mồ hôi hột hết, và nhìn lại, à chà, cái thần này nó khó được như vậy hả ta? Thì lúc đó Phật nói các hàng tỳ kheo đều bèn tin liền. Còn mình đây mình tin chút xíu, cái rồi chút nữa ra kia hả? Vì cái niềm tin của mình quá yếu, cái tính căn, niệm căn, định căn, tuệ căn của mình quá yếu, nó chỉ được nuôi dưỡng vài phút, có người giỏi lắm là vài tiếng rồi nó tan giống như sương mốc giữa ban mai. Chỗ này quan trọng lắm. Thì Ngài nói được làm người là khó, giống như con rùa đuôi như vậy. Thì hôm nay các vị được thân làm người rồi, đây là một việc quý giá nhất trong cõi đời này, vàng bạc của cải không đổi. Thế mà sao? Thế mà mình lại được thân làm người rồi, mình lại giết người. Có giết người không? Cái chuyện mà dịch bệnh bây giờ chuẩn bị hết rồi, nhưng mà cái chuyện giết người phá thai là không hết. Không hết. Những cái chỗ, những cái địa điểm mà phòng nơi phá thai bữa nay vẫn, về sau vẫn sinh hoạt lại. Thì kêu cục máu chứ cái gì hết mà có gì đâu mà lại là mang tội. Đó là gì? Vô minh si dại. Con rùa đuôi đó là mình bị vô minh. Phật ví dụ rất hay, mình vô minh đụng đâu chui đó, đụng chó chui vô chó, đụng người nghèo chui vô người nghèo. Do nghiệp cảm duyên khởi, nghiệp của mình là xấu ác, nó cảm nên cái tần số tâm xúc của mình để nó chui vô con người, để nó tương đồng, đụng đâu chui đó. Do nghiệp đó nó dắt thì gọi là vô minh. Còn người thọ thân xả thân vì nguyện lực thì người này không còn vô minh. Đến sơ quả rồi đó thì bắt đầu mới làm cho vô minh nhẹ, rồi họ sanh lên trời 7 lần, sanh xuống nhân gian 7 lần là họ chủ động. Mà vẫn còn cái đà của nghiệp lực mà phải lên trên trời, phải xuống dưới này 7 lần. Mà họ không bao giờ lọt ra khỏi cái vòng là cứ luân hồi lẫn quẩn, không có. Còn mình là đang còn bị luân hồi lẫn quẩn, chưa biết lên hay xuống nè. Mình mong vô định. Và khi mình nghe đến cái chuyện này thì mình phải làm như thế nào? Thì biết quý trọng thân người, và tất cả chúng sanh có mạng sống đều thương thân mình, đều quý tiếc thân mình. Vậy mà giết thân chúng sanh để nuôi thân mình, giết thân thai nhi để cho mình được an bình, vì cuộc sống, vì cha mẹ, vì lén lút vân vân, chuyện gì đó không biết, thì mình làm cho nó chết. Thì mình không biết bao nhiêu đời là làm lồi địa ngục, ở xuống địa ngục, rồi không biết bao nhiêu đời, trăm ngàn đời địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi chui được vào trong thai bào. Bao nhiêu con tinh trùng để lúc đó mà bao nhiêu cái linh thức nó dành nhau để nó chui vào trong cái con tinh trùng đó để cho nó bắt đầu trở thành con người, thì chuyện này khó. Khó trăm ngàn cái điều khó. Cái người đó họ có duyên phước với hai người sanh đôi, hai con tinh trùng sống một lượt gọi là sanh đôi, có người sanh ba. Mà thường thì sanh một là bởi vì con người có chấp ngã là tôi sống anh phải chết. Thì cái con tinh trùng của người nam đó là một chúng sinh. Là một chúng sinh. Thì cái linh thức nó vào trong con tinh trùng đó, bắt đầu nó vào trong cơ địa của người phụ nữ, và buồng trứng cái bắt đầu là sanh sôi nảy nở, bắt đầu nó lớn lên. Thì ngay cái lúc mà con linh thức nó gặp được con tinh trùng, trong vòng chích vài tiếng đồng hồ là bắt đầu nó là có sức sống rồi. Và một tuần thì cái sức sống nó mạnh lắm. Thì lúc đó khi mình giết nó rồi đó, thì mình phải bị cái quả báo rất là tàn khốc. Trong hai người nam nữ, phước báu thọ mạng, người nào bắt đầu giảm lầm thì nó tới nó đòi trước người đó, chứ không phải là người mẹ không. Người cha cũng phải bị ảnh hưởng. Thì mình nhìn lại, mình thấy cái mẫu chuyện con rùa đuôi này, thì bây giờ mình thấy xác thân này mình phải làm gì? Nếu mình dung dưỡng, ăn uống bừa bãi, ăn uống những loài súc sanh, uống bia uống rượu, phá hại, phá tàn hại cái thân này, thì đây là một cái tội lớn vô cùng. Vì có của quý mà không biết giữ, để mất của quý đi. Nguyên lý cái chỗ này quan trọng, anh em lắng nghe nè. Chỗ này quan trọng, lắng nghe nè, chỗ này quan trọng. Cái gì mình không quý tiếc nó sẽ ra đi. Câu niệm Phật không quý tiếc nó sẽ không ở với mình. Thân mạng này không còn quý tiếc nữa,
thức cho thiệt khuya lên, dậy cho trễ, ăn uống không điều độ. Buổi sáng ăn là quan trọng, không ăn trưa ăn lấp láp, chiều ăn một bụng cho thiệt lớn vô, cho thiệt no vô, làm sao mà sống được. Sáng ăn giống như là hoàng đế, trưa ăn giống như là một người giàu có. Giàu có không bằng hoàng đế, mà chiều ăn như kẻ ăn mày. Những cái vị từ bói đi trước họ nói rồi, mình kêu hòn tôi ăn ngọ tôi khỏe à. Vô tổ chức người ta mà không cho áp dụng cái tổ chức của người ta, không nghe theo, rồi bệnh là cũng tổ chức mình lo cho ai đâu. Cho nên không biết điều thân. Cho nên cái chuyện tu căn bản đó là phải điều thân. Điều thân là ăn uống ngủ nghỉ phù hợp, thấy không? Đó. Bữa trưa là nghỉ thôi. Mình đây bữa trưa là ngủ luôn quất 3-4 tiếng luôn, thì hỏi làm sao tối ngủ được nữa. Coi như là xong, nồng trằn trọc riết rồi. Đến 11 giờ không ngủ được là do bữa trưa ngủ nhiều qua. Cái rồi tối không ngủ được, cái là sáng 3-4 giờ nó bắt đầu mới ngủ. Thì hỏi làm sao công phu. Sống trái với cái quy luật đại vũ trụ, làm sao sống được. Cái này là cái đạo lý nó rất là thâm sâu. Không biết nuôi dưỡng thân, xưa bày nay làm lớn lên là bắt đầu có gia đình thôi. Còn nhỏ 15-17 tuổi là bắt đầu là ham vào cái chuyện tình dục rồi, rồi thủ dâm rồi. Giống như cái mầm mà cái cây như củ khoai mỡ bữa chúng tôi lên trên đó, trời ơi quá trời củ khoai mỡ. Hỏi thầy tệ sao không nấu, kêu Phật tử mấy cụ ít ăn chuyện này, kêu mình cứ nấu cho ngon họ ăn chứ. Người ta cúng dường quá trời, chúng tôi móc từng củ mang về đây. Những củ có cái mầm mang về đây. Rồi mấy cụ kêu là cắt nó ra, còn cái vỏ mình cắt làm tư nó ra, nó bắt đầu mình bỏ vô tro, mình ngâm, bắt đầu là mình mới trồng nó. Nhưng mà cái mầm của cái củ này nó vừa bắt đầu lú lên, cái mình lặt cái mầm nó mất. Thì biết bao lâu nữa nó mới nổi cái mầm lên được nữa không? Thì ông Tổ mới nói tuổi trẻ tàn hại thân mình. Cái quý báu nhất trong thân mình đó là tinh lực, tinh trùng. Mà vừa bắt đầu tuổi trẻ, bắt đầu phát triển cái năng lượng trong con người để có sức sống, đó là 13-17 tuổi, 20 tuổi. Tinh lực bắt đầu nó giống như cái mầm bắt đầu là nó nảy lên, thì tẻ nó mất, chảy nó mất. Vừa bắt đầu tinh lực đó lên thì 10 đứa, 9 đứa giữ không được, phải thủ dâm, phải tà dâm để tàn hại thân mình. Không ai nhắc chuyện này, cha mẹ không nhắc. Rồi các vị tu mà không nghe điều này là thiết yếu, rồi cũng phạm luôn. Tu không biết tỳ kheo sa di, không biết là cư sĩ, phạm luôn. Không ai nói. Nghe đến chuyện này giật mình, tàn hại thân người mình lớn nhất. Ngoài cái chuyện ăn độc uống độc, ăn độc là tất cả các loài chúng sanh nó có độc, nó có độc tố. Khi giết tâm hận nó kết lại là độc tố trong thịt. Rồi khi chiên xào nấu nướng nó là độc tố. Bây giờ cái thân của nó là tự nhiên, không có thể là mình phải thay đổi nó bằng cách thành miếng ngon, là chiên xào cho nó là thành miếng ngon. Không phải. Đó là cái quan điểm sai lầm của con người. Đó là thói quen, là nghiệp báo thích như vậy. Không. Ở bên Hàn Quốc, bên Nhật Bản họ ăn tươi họ nói ngon, ăn còn sống họ nói ngon. Đó là quan điểm nghiệp lực của con người. Mà khi bắt đầu đưa vô dầu, đưa vô nóng, bắt đầu là nó phát tác độc tố mạnh nữa. Điều này khó học. Mấy vị bác sĩ họ ăn chay, họ nghiên cứu ra, bên Mỹ họ nói rất rõ ràng. Ngoài cái chuyện hàng ngày ăn độc uống độc rồi tự hại đời mình bằng cách như vậy, thì quý vị biết rằng con người mình nó yếu thọ như thế nào. Chưa tới 30 tuổi đã chết. Ấn Tổ nói, cái vị đó gửi thư đến, ngài kêu sao ông chưa tới 30 tuổi mà bây giờ bệnh hoạn như vậy. Tôi nghĩ ông, một là bác sĩ gây nên bệnh. Vì sao bác sĩ chữa bệnh mà gây nên bệnh? Cho thuốc nhầm, hoặc giả là khám bệnh này nó chạy qua bệnh kia. Có nhiều bác sĩ, chúng ta không phải là quơ đũa cả nắm, có nhiều vị bác sĩ không giỏi. Hoặc giả là cái nghiệp báo của mình phải che bác sĩ đó đi, khiến cho mình phải bệnh nặng hơn. Cho nên Ấn Tổ ngài nói do bác sĩ, do thầy thuốc gây ra bệnh. Thứ hai là tự thân ông gây ra bệnh, đó là không nhấc tay động chân, ăn nhiều cái thứ nó có huyết nhục. Và thứ ba nữa là quan trọng nè, quan trọng chỗ này nè, không giữ gìn thân thể bằng cách tiết dục. Mới 13-15 tuổi bắt đầu khởi ý niệm lên là tà tư, tà niệm, tà dâm, tiêu hại đời mình nhanh cực kỳ, không có gì tiêu hại nhanh mà. Đó là gì? Tự hủy hoại đời mình để mất thân người,
mà khi mất thân người mà bị phạm vào cái chuyện giới tà dâm thì con người này vào địa ngục dễ như tên bắn. Nghe rùng mình đúng không? Sợ tóc mồ hôi máu đúng không? Nhưng mà chút nữa cái nó hết cho ngay. Đó là vô minh che lấp, đó là ngủ ấm tài sắc danh. Ngủ ấm là nó năm cái thứ để nó che. Sắc thọ tưởng hành thức là ngủ ấm nó che mất. Vì sao mình không thấy được Phật? Vì ngủ ấm ngăn che. Ngủ ấm sắc thọ tưởng hành thức, mà nó cũng là ngủ ấm ma, nó che mất. Những cái từ khóa này nó quan trọng cực kỳ. Biết được con người niệm Phật phải đối trị tập khí. Bây giờ hôm nay mấy anh em thấy thân mình khó được đúng không? Nhưng mà nghe câu này mới ghê nữa nè. Khó được mà dễ mất. Khó được vô cùng. Hôm nay con người mình đang ngồi đây ở trên tỉnh thất và trên toàn thế giới đang lắng nghe chúng tôi nói và nghe đĩa lại nghe chúng tôi nói nè. Nhìn sâu xa nghiệm coi lại thử coi đúng không? Đúng y chang. Khó được, cực kỳ khó được. Mình phải hoàn toàn nương tựa người khác hết, không có thọ thân, xả thân vì nguyện lực. Bồ Tát coi như là hộ minh ở cung trời Đâu Xuất, đó là tiền thân, là quá thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thọ thân đi vào hông hữu hoàng hậu ma gia, thành ông voi trắng số ngà đi vào rất dễ dàng, không có một cái gì chướng ngại. Ngài thọ thân một cách rất dễ dàng. Còn mình thọ thân mình phải đợi đến lúc cha mẹ giao hợp, rồi cơ hội đó mình mới chui vô được. Mà thực ra cái Phật tánh của mình đâu phải đợi đến cơ hội đó nó mới có thể là thành người được. Bởi vì nó bị hoen ố rồi, cho đúng ra là nó phải vì nguyện lực như Bồ Tát Hộ Minh kìa. Nó phải vì nguyện lực để vào Thiên Liên Thai về Tây Phương Cực Lạc, để thọ một cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có thầm túc thông và sống đến khi thành Phật kìa. Phật tánh mình có khả năng được như vậy. Mà vì sao mình đợi đến lúc cha mẹ mình giao hợp rồi, lúc cái duyên đó rồi mình mới chui vô trong đó được? Bởi vì mình mất hết khả năng của tự tánh rồi. Nghiệp báo quá sâu dày, mất hết khả năng của tự tánh. Tánh đức mình không còn cái phước báu để mà tương ứng với lại người ở cực lạc, với lại các hàng Bồ Tát nữa. Cho nên mình phải là phàm phu như vậy. Là phàm phu, không biết mình là phàm phu, tiếp tục tội ác, tạo ác. Thì Tổ Ấn Quang nói phàm phu tạo nghiệp, không biết là nghiệp xấu ác, cho nên nghiệp ngập trời mây. Nếu có hình tướng là vô lượng đời kiếp, đến bây giờ là không có chỗ nào chứa nó nổi. Rồi hàng Bồ Tát làm phước báu mà không chấp vào phước báu, cho nên phước báu quá sâu dày. Những cái câu nói bất hủ, những câu nói phải nói là y kinh thôi, không có sai được cái chỗ đó. Nhưng hôm nay anh em mình thấy thân người khó được thì mình dùng nó để làm gì? Dùng để làm gì? Lợi mình lợi người, không hại vật hại người lợi mình. Cái tội ác hay không nó nằm ở chỗ này. Rồi thân mình không sát sanh, giết lò súc sanh, ăn thịt chúng sanh, để thọ mạng mình phải ngắn, không làm điều này. Rồi không trộm cắp, để đời mình phải nghèo khổ, túng thiếu. Không những đời này mà đời đời kiếp kiếp phải túng thiếu. Không tà dâm, để gì? Giữ cái nguyên khí trong cơ thể của người mình. Phật pháp khó nghe, Phật pháp nan văn, Phật pháp khó nghe. Vì Phật nói toàn là những cái tánh đức, từ trong tánh đức của Phật lưu xuất ra, nó là con đường chân lý. Mà mình đang sống lại với vọng tâm điên đảo, suy nghĩ sằng bậy để phù hợp với lời Phật thì cái chuyện này nó không có dễ chút nào. Ví dụ người ta đang làm ăn về cái chuyện trồng trọt thì mình phải nói về cái chuyện trồng trọt họ mới hiểu đúng không? Hoặc là làm bác sĩ thì hai ông bác sĩ ngồi bàn tính với một công việc, đó là mổ xẻ cái người đó đang bị bệnh ra sao, thì người bác sĩ thì họ nói rất là dễ nghe, họ công trong ngành nghe, đúng không? Còn Phật với Phật đó thì quá dễ hiểu rồi đúng không? Còn riêng mình ra, mình là phàm phu mà nghe lời Phật tỏ để mình hiểu, mình tin, mình làm, thì cái chuyện này khó còn hơn con rùa đuôi lọt cái đầu ngay khúc gỗ. Cho nên Phật pháp khó nghe. Thân người khó được mà Phật pháp khó nghe. Pháp môn Tịnh Độ năng tính là khó tin luôn. Và hảo đạo tràng đang ngộ, đạo tràng tốt khó gặp vô cùng.
Cũng không phải là do đạo tràng tốt khó quá, mà do đạo tràng tốt do mình tâm không tương ưng. Cũng như là ngài Huệ Viễn Sơ Tổ, cái vị mà nổi tiếng, danh tiếng lừng lẫy, giỏi, có tiếng cái thời mà ngài Huệ Viễn, xong ông lắm tri nhiều kiến, ông quá giỏi đi, cho nên hình ra chính cái tâm ngạo mạn này làm cho ông đau khổ. Ông quá đau khổ rồi, ông xin vô đạo tràng ngài Huệ Viễn, 123 người ở Lô Sơn. Ngài Huệ Viễn từ khước. Cái chỗ này không phải là chỗ ông ở đâu, ông đi tìm nơi khác. Các vị đệ tử ngạc nhiên nói, cái vị này đã vào là phải làm cho đạo tràng nổi tiếng, bây giờ ông này ông quá giỏi. Ông là một người phải nói là coi như là có thể điều khiển chúng, và ông có thể làm cho rạng danh pháp môn Tịnh Độ kế thừa thầy, mà sao thầy không cho vô? Thì Ấn Tổ nói, ông giỏi thiệt nhưng mà lắm tri nhiều kiến ngã mạn, nhiều ông vô để ông phá đạo tràng ta. Ghê không? Thời xưa ngài nhận một con người vô không phải dễ. Không phải nhận vô rồi cái rồi để cho họ muốn làm gì làm, họ muốn đi đâu đi, họ muốn làm gì làm, mình không có quản lý được thì không nhận. Đuổi về, ông đuổi ông này về. Vừa lúc đó có ông khác vô, coi như là không có gì là tiếng tâm, nhìn thôn quê chấp pháp đó. Nên cái ông này được vô đi. Thì các vị đệ tử mới hỏi bạch thầy, sao cái vị này nhìn cái tướng người nó không có thông minh, không có lanh lẹ gì hết, thầy nhẫn vô có giảng sanh được không? Kìa, ông này giảng sanh được. Mà đúng thiệt, 123 người giảng sanh hết, 123 người. Thì các vị thầy, các vị đó hỏi thầy vì sao vậy, thì kêu là cái ông này không lắm tri nhiều kiến, ông không có học hỏi nhiều, ta dạy sao ông nghe vậy à? Ta nói ở đó là ở đó, ta nói đi đó là đi đó, họ làm đó thì làm đó, nói sao làm vậy, cho nên con người này chân thật thì họ niệm Phật mới được. Còn cái ông kia ông giỏi nhưng mà chưa chắc gì nói ông nghe. Thì thường những người này hay gặp nhiều chướng ngại, hoặc là chết trước tuổi thọ. Và trong cái việc mà niệm Phật để đối trị tập khí, thì chỉ có hai cái tập khí trong ngũ độn sử là tư hoạch, là khó trừ. Đó là tâm tham ái và ngạo mạn. Tham sân si mạn nghi là ngũ độn sử tư hoạch. Thì trong đó có hai cái nổi bật, đó là tham ái. Gốc của dâm dục là do tham ái. Không niệm ái thì không sanh ta bà. Gốc của luân hồi sanh tử là tham ái. Ngoài cái chuyện mà kêu tham ái giữa nam nữ là cái chuyện này khốc liệt nhất rồi, còn tham ái quyến luyến con, quyến luyến chồng, quyến luyến của cải, quyến luyến nhà cửa, quyến luyến khác với người ta tự tại sống. Những người họ tự tại sống là họ có đó mà họ không có quyến luyến. Khi mất họ thấy cũng bình thường, có họ thấy cũng bình thường. Họ không có bị quyến luyến, chết chặt trong đó. Họ sao cũng được, sao sao thôi cũng là sao. Nhà chỗ nào họ thấy cũng bình thường. Ngày xưa mình nghe cái câu ông bà mình an ủi cho nhau đó. Tối ngủ nhà tranh cũng như nhà ngói. Nghe câu này thấy hay, thiệt là hay. Tối ngủ có thấy gì không? Cúp đèn đâu thấy không? Nhà tranh cũng như nhà ngói. Mà mở mắt ra thì thấy nhà ngói đẹp hơn nhà tranh. Thì do gì? Do cái tâm chấp đó. Đó, cái tâm đó là tâm chấp. Vợ mình đầu tiên đã chọn nó sức môi, sức mỏ, nó rụng răng gì cũng là vợ rồi. Thấy không à? Chọn nó rồi, đem về thời gian nó mày xấu quá, mày sức môi mày xấu quá, mày thôi mày đi chỗ khác mà chơi cho rồi. Cái này bắt đầu tâm phân biệt, rồi bắt đầu chấp trước, thấy người khác đẹp hơn vợ mình, sanh tỏ tình. Cái khổ là cái khổ phân biệt. Phân biệt đến đó thôi, phân biệt ngang đó thôi. Thấy vợ mình xuất môi, vợ mình xấu, vợ cái đẹp rồi đến đó thôi. Không chấp trước, không dính mắc, không bị ràng buộc thì không thành nghiệp. Không thành nghiệp. Mà khi mà bắt đầu khởi lên phân biệt rồi là cái lộ trình nó là phải chấp trước. Chấp trước rồi bắt đầu là tạo nghiệp. Tạo nghiệp xấu ác rồi phải thọ khổ xấu ác. Quy trình nó là như vậy. Cho nên thành ra là tổ nói khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước. Chứ khởi tâm lên là khởi A Di Đà Phật. Đồng niệm gì đây nữa là cũng đồng niệm nguyện giảng sanh. Thì nó tạo ra tịnh nghiệp thôi. Cái quy trình của nó là khởi tâm đó là niệm Phật. Thì gì? Thì con người này phải tạo ra tịnh nghiệp thôi.
Tịnh nghiệp là nghiệp thanh tịnh, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh và khẩu thanh tịnh, tương ưng với Tây phương tịnh độ mới về Tây phương được. Cho nên Ấn Tổ nói có nhiều người niệm Phật mà không mục tiêu để mà đối trị tập khí, thì càng niệm tập khí càng lừng lẫy, càng niệm càng tham ái, càng niệm càng chấp trước, thì người này tu hành không thành công được, không thể thành công được. Bây giờ càng niệm Phật mà càng tham ái, càng chấp trước, càng kiêu ngạo, càng ngã mạn, càng bướng bỉnh, thì làm sao thành tựu được? Tất cả các pháp môn trong 84.000 pháp môn thì mục tiêu là tu thiền, tu định, tu mật, tu giáo, tu gì đi nữa cũng là mục đích để đối trị tập khí. Mà 10 cái tập khí mà kinh khủng nhất đó là tư hoặc và kiến hoặc. 10 căn bản phiền não đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Thì trong cái tham ái là nó là lừng lẫy nhất, và kiêu mạn đó là kinh khủng nhất. Người người ta chưa có chức vụ, người ta chưa có phải ông có tiền có của đại gia thì họ sống rất là bình dị. Nhưng mà khi mà đại gia rồi họ phải tìm đại gia họ sống. Mấy người mà không phải đại gia họ đá đích, họ không có thích. Thì đó là tâm kiêu ngạo. Nhất là những người tu sĩ khi có tiếng tâm một chút, giảng hay, nhiều người ngưỡng mộ rồi mà không khiêm hạ, không hàm dưỡng, thì người này chết vì cái tâm kiêu ngạo. Cho Ấn Tổ ngày nói, đóng vô cái gì là chết cái đó. Đóng vô sắc là chết vô sắc, đóng vô tài là chết vô tài, đóng vô kiêu mạn là chết trong kiêu mạn, đóng trong lì lợm là chết trong lì lợm, chết ngắt không có dễ chỗ nào được hết. Đóng đó là tình chấp, đóng là tình chấp rồi. Mà đã là tình chấp rồi thì bị huệ lụy, bị ràng buộc thôi, bị khổ đau thôi. Cho nên nghe thì hiểu, nhưng làm để được cái hiểu đó thì không phải dễ, cực kỳ khó. Không ở trong chúng mà đại chúng mà tinh chuyên tu tập giới luật tinh nghiêm để mà hàm dưỡng thì con người này chịu không nổi. Một mình không đủ sức, ôm cái phao ra giữa biển, sóng nó dồi lên, nó dồi xuống, không có cái gì mà ngăn che, chứ không có thuyền bè, không có cái gì ngăn che, thì cuối cùng sao? Nó dập một cái mệt buông tay ra cái chết. Bước ra bên ngoài, sắc nó dập một cái, tài nó dập một cái, rồi danh nó dập một cái, ăn nó dập một cái, ngủ nó dập một cái, nó đảo qua đảo lại, đảo tới đảo lui. Riêng cái ngũ dục không, nó giết là chết rồi, là một cái tham thôi đó, là nó giết chết rồi. Chứ đừng có nói là mạng nghi, thân kiến, biên kiến, chỉ không nổi. Còn ở trong này giống như mình đang trú trong một cái hòn đảo, phải không ạ? Đây là đảo bình an. Ở trong hòn đảo này nó dập gì đi nữa là có cây, có cối, có đá, có vách để ngăn che, có đại chúng ngăn che, thì nó rất là bình ổn. Cho nên hôm qua thầy Hưng nói có một số thầy đi ra ngoài quá khổ, khổ cùng cực luôn, và mới thấy cái chuyện mình bắt đầu đi ra ngoài không nghe lời thầy là chuyện sai lầm. Nhưng bây giờ đã thấy rồi thì muộn rồi. Như thầy Nhuận lại, nó không phải nói xấu thầy mà nói cho kinh nghiệm mấy anh em. Khi mà thầy đi là Giác Nhàn thương thầy nhất, nói thầy ở lại đi. Khả năng của thầy không phải Giác Nhàn chê, mà giảng cũng chưa có khả năng, chưa có sự thu hút đồ chúng. Cúng thì cũng không được, mà đi những chùa chẳng lẽ người ta cúng mình không cúng. Chùa mình hồi trước giờ không có gọi là ứng phó đạo tràng, khoa nghi cúng kiến nữa. Rồi thầy lãnh chúng làm sao lãnh được. Nếu mà bây giờ thầy chịu là thầy có cắt khẩu, hoặc có về là về ở dưới Cà Mau, rồi có cái chùa của Hòa Thượng, Hòa Thượng Tỏ trưởng ban trị sự đó, Huệ Thành đó, là Giác Nhàn xin tiếng, là Giác Nhàn hỗ trợ cái chùa đó đăng cấp chưa xong, thầy ở dưới đó thầy truyền bá pháp môn tịnh độ như tịnh thất. Kêu hòm, đi bắt à. Thì cuối cùng ra đi, thì nói nhiều lần lắm mà cuối cùng cũng quyết định ra đi. Thì cũng do Phật tử rủ rê ra ngoài Bắc đi, có cái chùa đẹp lắm, cái chùa xinh lắm. Ôi dồi ôi, thầy ra đây một cái là thầy nổi tiếng ngay. Ôi dồi ôi, ra đó một cái thôi, lên bờ xuống ruộng, đến bây giờ vẫn chưa nhập hộ khẩu lại được. Giờ nhập về quê cũng không được. Thay vì lúc trước nghe Giác Nhàn nhập về quê là xong rồi, có đi đâu đi nữa nó cũng có cái hộ khẩu, nó cũng có cái chỗ mình dừng chân là cái pháp lý. Thì cuối cùng bây giờ khẩu nhập cũng không được, mà cắt không được, mượn 3-4 lần cái hộ khẩu lên xã Hiệp An mà không nhập lại được nữa. Thì bây giờ làm sao? Phải cái câu là cá không ăn muối cá ương, cá không ướp muối cá ương, Nhuận Lạc cả Giác Nhàn trong đường Nhuận Lạc hư không? Bây giờ chuyện chứng đắc của thầy không biết, không biết thầy ra thầy tu trên núi trên động thì chứng đắc gì không biết. Mà riêng cái chuyện hộ khẩu là pháp nhân pháp lý của một con người tối thiểu trong cái đất nước mình mất gốc.
người nước ngoài bên Mỹ về họ cũng phải nhập hộ khẩu lại nếu họ muốn làm một người dân và người làm ăn ở trong đất nước này. Quan trọng về vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, tạm trú, tạm vắng cực kỳ quan trọng luôn. Chúng ta nói không phải là nói xấu thầy nhuộm lạc rồi răng đe mấy anh em, sợ mấy anh em đi. Thời buổi hôm nay đi là tốt, không phải muốn đuổi họ đi mà thiếu gạo rồi, thiếu tiền chỉ dùng rồi, đi không sao hết á. Không phải là mình thiếu mình đuổi họ đi, bởi vì nó có đường nó đâu, nó đâu có nghe đâu. Nó không nghe thì họ muốn làm sao họ làm. Thấy không? Cái người đi trước, họ sanh ra trước mình, họ kinh nghiệm đường đời, đường đạo, họ chỉ vẽ cho mình thì biết mất không biết bao nhiêu thời gian, đỡ biết bao nhiêu thời gian, còn không mình mất biết bao nhiêu thời gian. 2-3 năm nay mà nhập khẩu chưa lại được thì mình biết cái thời gian nó mất như cỡ nào. Thì mình chỉ nghe người ta ăn cái là thôi, bữa nay mà xuống chùa ở dưới đó là thôi, thượng tọa Hệ Thành, ổng cưng như trứng mỏng thôi. Thầy cũng dẫn chúng được mà, dẫn chúng theo pháp môn Tịnh Độ mình được, chứ khoa nghi cung kiến thì cũng chưa làm được, lên giảng cũng chưa được. Ý thầy muốn nói như vậy là để mục đích cho anh em huynh đệ mình phải biết mình, biết người, trân trọng trong thắng. Biết mình bước ra mình thành công, và thầy gửi mình đi, mình đủ khả năng, đủ bản lãnh thì mình ra thành công, có người hỗ trợ cho mình. Đó là không biết mình, biết người. Còn không biết mình, không biết người thì cái này là tan xương mất mạng liền, gửi mạng cho nơi chốn hiểm liền. Đó, bây giờ Phật tử bao nhiêu người kêu bảo kê, bảo lo cho thầy, thầy lạc để ở, có ai lo được không? Hay bây giờ bắt đầu xách giỏ đi lung tung rồi cuối cùng trách mấy người Phật tử ngoài đó thế kia thế nọ nữa, rồi y xèo hết nhau luôn. Rồi chúng ở đâu? Chúng trong tỉnh thất, cái này mới là cái chết. Cho nên Giác Nhàn nói trong lúc này người nào ở chỗ nào ở yên chỗ đó. Ví dụ xuống đây làm công quả, về trên tỉnh thất thì được, ở dưới này ở yên chỗ đó. Bởi vì mình chết sống với môi trường đó. Khi mà mình chết sống với môi trường đó rồi thì cái tâm mà vọng động đứng núi này trong núi nọ, cái tâm mà ham danh ham lợi nó chết sạch hết. Cái người mà họ dán chữ tử trên đầu là cái tâm ham danh ham lợi, tham tài tham sắc, cái tâm vọng động đứng núi này núi nọ, họ chết rồi, họ chết từ lâu rồi. Cho nên ra mới nói rằng là những người mà họ mà chưa có liễu sanh thoát tử, chưa biết ngày giờ vãng sanh, thì cái chuyện sanh tử là quan trọng để lên hàng đầu, chứ không phải chuyện danh lợi. Không phải là cái chuyện họ tính toán để làm chuyện này chuyện nọ nhiều, đối với họ những chuyện đó là phụ, không quan trọng. Mà lạ nha, mà lạ mấy cái người mà họ giải quyết sanh tử thì cái công đức phước báu của họ phải nói là những người bình thường theo không kịp. Mà không cần, không cần những cái chuyện chùa chuyện bổn đạo, tiền bạc của cải họ thấy rất là nhẹ, mà nó lại đến nhiều. Còn con người của mình phàm tục xem nặng quá, danh cũng xem nặng, tài cũng xem nặng, sắc cũng xem nặng, ăn cũng xem nặng, ngủ cũng xem nặng. Xem nặng quá cho nên thành ra gì? Cái lòng tham khởi lên cho nên mất sạch luôn. Còn họ buông tất cả luôn, họ được tất cả. Cái chỗ này là chỗ lạ. Cho nên thành ra đối trị tập khí được một phần là người này có sự chứng đắc. Mà khi có chứng đắc một phần là họ thọ dụng một phần trong cái sự chứng đắc. Ví dụ họ niệm Phật thành phiến là họ thọ dụng trong thành phiến liền. Họ niệm Phật sự nhất tâm là họ thọ dụng trong sự nhất tâm. Cảnh giới họ nâng cao rõ ràng. Họ lý nhất tâm là họ đốn phá được tư hoặc và vô minh hoặc, thì họ cảnh giới họ khác liền. Tuy rằng bản thân mang thân người, nhưng bây giờ nhìn ra cho rõ, cũng mang thân người mà thấy mấy người ăn mày nó khổ cỡ nào. Rồi thấy mấy người mà họ lại làm quan chức, họ có phước báu, thấy họ sung sướng không? Cũng là con người mà vì sao vậy? Bây giờ do tâm cảnh giới khác nhau. Trong tâm cảnh giới khác nhau, nghiệp báo khác nhau, thì ở bên ngoài nó cũng là như vậy. Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển thôi. Cho nên Phật Pháp mình rất hay, nói về cái tâm rất hay. Mà rất nhiều người người ta nói tu tại tâm. Có cái chú người Bắc, ông nói tiếng Bắc mắc cười. Úi giời, mấy em thầy chùa nói ninh tinh. Tu tại tâm, Phật tại tâm, không làm ác, không giết người là được. Ăn thịt cái gì đâu mà ác. Mấy ông này nói ninh tinh. Mình nghe mắc cười. Trời ơi, vô minh si dại, chưa từng thấy luôn. Nha, được bao nhiêu con người hiểu Phật Pháp, tin Phật Pháp và làm đúng như Phật Pháp. Hiểu 10 phần. Hiểu mà hiểu thấu triệt cả ngang, chứ đừng có nói hiểu bà giớ ngang, lắp nháp nháp không nói à. Hiểu thấu triệt Phật Pháp 10 phần, tin chỉ còn 5 phần, làm được chỉ còn 1-2. Thì mình biết ở trong này
ở trong ngôi nhà Phật pháp mình thì cái tổn thương Phật pháp đến đến bao nhiêu không? Quá nhiều. Bây giờ làm không được, tông đã nói không? Tin rồi mà để làm mà được một hai, mà 10 tin á, tin trọn vẹn chứ không phải tin lấp nháp nha, học tới nơi á, họ tin trọn vẹn. Cho nên Ấn Độ nói cái người mà chướng ngại nhất tu hành bị vọng tưởng là lắm chi nhiều kiến. Họ nhiều cái sự hiểu biết quá cho nên thành ra gì? Họ không có tin được Phật pháp nữa. Rồi từ cái chuyện không tin đó bắt đầu họ không làm. Cho nên có lúc một vị thiền sinh đi đến gặp vị thiền sư, nghe vị thiền sư này quá nổi tiếng, giảng kinh thuyết pháp quá giỏi, đi tới hỏi đại ý Phật pháp là gì. Ông lấy cái bình trà, ông rót nước vô, rót vô cái ly trang đó luôn. Cái vị thiền sinh nói: bạch thầy, sao mà thầy rót nước tràn ra dữ vậy? Thì vị thiền sư này mới nói: sở dĩ thầy làm cái biểu tượng này là do trong đầu của ông nó tràn ngập tất cả những cái tri kiến hiểu biết Phật pháp nhiều quá đi. Bây giờ ta nói vô cho ông nghe nó cũng tràn ra ngoài, y như cái ly nước nó rót tràn. Hồi xưa các vị họ biểu pháp, họ làm đơn giản vậy thôi. Ông kia ngộ liền: kêu vậy thì bây giờ con phải làm sao? Ông đem cái hiểu biết của ông vứt ra, bỏ nó đi, đừng chấp nó nữa. Rồi bắt đầu ông hạ mình xuống khiêm tốn, bắt đầu ông học. Học từ cái thằng con nít đó, học hết, học đến A-la-hán gọi là vô học. Còn mình đây mới nghiên cứu Phật pháp lắp nháp cũng vô học, mà vô là không, không học Phật pháp không biết gì luôn. Vô học cái kiểu mình là vô học, ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì, chấp vào bản ngã mình là giỏi. Còn A-la-hán là vô học, là người ta đã học hết rồi, người ta thấu triệt rồi, cái gì họ cũng biết hết rồi. Từ cái đường tơ kẻ tóc trong tâm họ chứng đắc như thế nào họ biết hết, thì họ không cần học nữa. Họ nghe một mà ngộ trăm ngàn, họ là vô học, gọi là A-la-hán, gọi là vô học. Không à? À. Nhưng mà học nhiều quá cũng chướng ngại. Chưa chứng A-la-hán, học nhiều quá là gọi là lắm tri nhiều kiến, sở chi chướng ngã mạng nó nổi đùng đùng trên đó. Coi ông trời không ra cái gì hết. Thường là mấy cái vị mà đi học trường Phật học, chúng tôi không dám quơ đũa cả nắm. Bản thân chúng tôi hồi trước cũng có cái tâm tình trạng học về mình thấy một bùng lý thuyết luôn. Ông thầy mình sao mà ông đi làm vườn không làm cà phê không, rồi ông thấy bình thường ông không học bằng mình. Đó, bắt đầu tổn đức tổn phước, ngạo mạn. Cái tâm kiêu ngạo này là một cái tập khí kinh hồn. Cái tâm kiêu mạn, tâm kiêu ngạo này nó giết con người mình chết. Quý vị thấy cái trái banh á, khi mình đá vô tường một cái là gì? Dội ngược lại liền. Còn trái banh mình đá tung lên trời, bay lên hư không là nó bay tự do. Nghĩa là sao? Người ta nói ra cho mình, chỉ cho mình đề kháng liền, mình chống đối liền, mình nói không biết sai hay là đúng, rồi thôi không học. Thì cái này mình giống như cái tường để người ta đá trái banh vô bị dội. Còn tâm mình trong lặng như hư không, tâm mình sẵn sàng chứa đựng, thì bao nhiêu vô nó nằm trong đó hết. Giống như cái ly nó đã trống rồi thì nốt nước mới vô, nó đầy rồi rót nước không vô. Còn mình học nhiều quá. Trên chùa cũng có mấy vị cư sĩ tu cũng lâu rồi đó, xem thường bộ văn sao, chúng ta phổ biến không đọc, rồi cuối cùng tu gặp cảnh ma, gặp đủ loại chướng ngại, rồi bắt đầu mới té ngửa ra. Thế nên chúng ta nói bộ văn sao là bộ mà coi như là Ấn Quang Pháp Sư văn sao là hoàn truyền trọn vẹn tam tạng kinh điển, có sức ảnh hưởng 9.000 năm mạt pháp còn lại mà. Cái này chúng tôi nói không sai. Có các vị Viên Anh ngài đã nói cái chuyện này rồi, và ngài Hoàng Nhất nói là 300 năm lại đây Ấn Tổ là một người duy nhất trong 300 năm, giới luật là duy nhất tinh nghiêm, bế quan tịnh tu nội điển đọc tam tạng kinh điển là người duy nhất trong 300 năm, là người mà suốt 20 năm không có giao lưu với ai, chỉ niệm một câu Phật hiệu. Ai làm chuyện này nổi? Họ cũng phải 1, 2 năm, 5, 7 năm bắt đầu họ có công phu với đại chúng biết một cái là họ làm chùa, làm chiền, họ đi đổ sanh liền chứ đâu mà hàm dưỡng lâu dữ vậy. Rồi đến cái lúc mà biết đến ngài là cũng do một số các vị tùy ý như, rồi một số người đã đem mấy cái bài luận của ngài đó để phổ biến ra, chứ ngài cũng đâu có muốn đâu. Trời ơi, con người này làm sao mà kiếm? Con người này làm sao mà kiếm? Chỉ có hàng Bồ Tát thôi. Và suốt đời chỉ tin một pháp môn tịnh độ, do coi kinh là tin theo chứ không có họ thọ pháp với ai, thì là rõ ràng là Bồ Tát rồi chứ làm sao mà. Và Bồ Tát này có cái đặc biệt là nói những pháp gì rất là gần gũi, rất là bình dị,
nhưng mà lại là cao siêu tột cùng, không nói gì cao siêu lắm mà thực ra chứa đựng cao siêu. Ngài nói dầu mình niệm Phật nhất tâm bất loạn đi nữa mà luân thường bổn phận bỏ thì người này tâm cũng không hợp với Phật. Ghê không? Lạ chỗ này. Nếu mà người này mà luân thường là hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ không có thì làm sao vãng sanh? Bởi vì vãng sanh là gì? Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện. Có phải trong kinh đó không? Mà luân thường đó là một chữ gói gọn trong hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Họ niệm Phật mà không có hiếu, họ không giữ luân thường thì người này làm sao tâm hợp với Phật được, làm sao họ vãng sanh? Ngài nói nó lý luận rất chặt chẽ. Rồi bổn phận của họ là họ chỉ lo biết niệm Phật thôi, không biết gì chuyện của chúng hết trơn, không có làm cái gì giúp ích cho chúng sanh hết trơn, làm cũng làm trớt trớt rồi đi lo mình, chỉ lo bản thân mình là niệm Phật. Thì bổn phận mình không có, ta cần kiệm liêm chính, chí công vô tư không có. Thì ngài nói là hai chữ luân thường là bổn phận thôi. Mà nếu làm không được thì cái người niệm Phật này uổng công, chỉ gieo cái viễn nhân đời sau thích công niệm Phật một chút, không bác bỏ thôi, chứ không liễu sanh thoát tử được. Ghê chưa? Thấy mấy cái chữ của ngài nói là luân thường là bổn phận. Mấy anh em ghi cái chữ này vô về chiêm nghiệm, là luân thường, là luân thường là bổn phận, là cách vật, là trí trí. Ghi hôm qua ghi rồi, nay ghi nữa, ghi đồ cho tới luôn, giống như là học tiếng Hán, như học tiếng Anh cho nó nhập vô. Là luân thường là bổn phận, là cách vật, là trí trí, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, là tề gia, là trị quốc, là bình thiên hạ. Thỉnh thoảng giác ngàn hay đi vòng vòng nhiều lúc cái rồi bắt đầu hát là luân thường là bổn phận. Hồi xưa khoái nghe cái chuyện mà hát bộ với cải lương mà là cách vật trí trí, là nhiều chuyện qua cúng nữa nha là chánh tâm là thành ý là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. nhiều lúc đi ngân nga nó mới thuộc lòng được chứ dễ gì, đúng không? Lên thỉnh thoảng mới nói làm sao thuộc lòng được, phải đi ngân nga hát rồi tự nhiên nó vô, đúng không? Còn thầy phổ cuối rồi cách vật trí chi hay nắm bố ạ, đúng không? Học Phật nó phải vui, vui trong đó, không những là mình để chừng mình nói cho mọi người là niềm vui, nhưng mà phải chiêm nghiệm nó. Giống như hồi nãy là ngài nói là nhân thân đang đắc là phải nhớ đến những câu chuyện, nhớ những minh họa, nhớ như vậy để nói ra để người ta mới thông được. Giống như hôm qua có hai vợ chồng ở bên Mỹ về Việt Nam muốn làm ăn, cũng nhập hộ khẩu rồi, có hộ khẩu rồi, cái rồi về 28 Tết cái là nó dướng qua không được, anh cứ băn khoăn hoài. Việt Nam gần Trung Quốc, nếu mà mình dịch nhiễm một cái là nó lan qua Việt Nam nhanh lắm, còn nó qua tới Mỹ xa lắm. Rồi anh cứ suy nghĩ hoài, cuối cùng anh chuẩn bị đi sao, cuối cùng cái duyên gì đó kéo anh đã lại Việt Nam, anh chưa có đi được. Bắt đầu nó dịch tới bến và bên Mỹ nặng hơn Việt Nam kinh khủng. Anh kêu trời ơi, phước báu che chở cho thôi, về bên đó cũng chết dịch rồi. Cuối cùng cả là anh ở bên này, anh nghe những cái đĩa chúng tôi nói, nghe lại thôi chứ không có biết cái giờ trực tiếp buổi sáng. Thường mấy người nước ngoài hay ngủ dậy trễ. Cái vừa qua ngày 15 một cái gọi lên gặp thầy phổ, thầy phổ cứ lên trên đó để thầy tiếp. Mà thật ra thì cũng bữa nay chưa có tiếp người rộng rãi. Xong rồi anh chạy lên, anh tha thiết. Cái anh lên cái rồi buổi trưa ăn cơm thì thường chúng tôi phải nghỉ trưa để chiều dậy công phu một tí, chứ ít có khi nào tiếp buổi trưa. Có giờ giấc kêu thôi 5 giờ chiều. 5 giờ chiều thì định hẹn khu chân tu mà kêu thôi ở trên tỉnh thấp cũng có cái chỗ nào gọn gọn, cái rồi mình tiếp một tí xíu cho họ từ Sài Gòn họ chạy lên. Không, thực ra là không biết sao tự nhiên lâu quá rồi mình cũng chưa tiếp khách với hai nữa, họ quá tha thiết thì họ lên. Vì họ kêu họ muốn phát tâm phóng sanh mà. Thì lên trên đó xong cái rồi ngồi nói chuyện thì rất là ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng là anh mới nói rằng là ở bên Mỹ hiện tại bây giờ đó, ảnh là nghiên cứu sát sao, anh ở với miền Nam Cali ở dưới phía Phước Lộc Thọ đó. Trước chúng tôi xuống tổ chức Phật pháp hội dưới đó, nhưng mà điều có một cái là ảnh là người ở tại đó cho nên ảnh rành. Anh kêu bữa nay bên Mỹ giờ anh nói họ mua súng nhiều lắm, có một số cái nơi mà trên cao Mỹ họ thích ở trên núi trên cao hẻo lánh, hồi xưa thì bình thường, mà bữa nay họ mua súng họ dự trữ, bởi vì bắt đầu cướp bóc xảy ra nhiều lắm, họ tranh nhau họ mua súng quá trời luôn để dự trữ trong nhà, nếu mà họ vô là bắn nhau ầm ầm á.
Chúng tôi nghe giật mình tự nhiên nói trong lòng, chà hên ghê, mình ở bên Mỹ mình về 2 năm rồi, tới bữa bên này bên đó mình cũng mua xuống mình dữ quá. Cái rồi ăn xin lúc trước ít vô cùng, bữa nay người Việt Nam ăn xin quá trời luôn. Mà hồi xưa cầm cái bảng ăn xin là người ta để cái bảng trước ngực, người ta ghi là homeless, tức là không có nhà, ai đi ngang qua muốn đưa nhiêu đưa. Bữa nay nó tới chỉ thẳng luôn, cho 10 đồng đi, mới vô tù ra nè, phải đưa cho không đưa là nó đi theo. Trời ơi, kinh khủng luôn. Nói như vậy những người ở nước Mỹ, có những người không tin, bởi vì có những tiểu bang chưa đến trường hợp đó. Nhưng mà riêng ở miền Nam Cali là con người Việt Nam đông, cho nên nó nói là kinh khủng luôn cái chuyện này xảy ra. Con nói là hên quá chừng con về đây, đứa con mà máy bay trong nước Mỹ không bay, nó phải chạy xe 9-10 tiếng từ tiểu bang này qua tiểu bang bên kia, đứa con trai còn lọt lên đó. Trời ơi, con nói là kinh khủng. Và ở New York chết, bây giờ nó lấy cái thùng container, tức là cái xe thiệt dài, bỏ đá trong đó, liệm của người vô đó ướp, chứ nhà xác cũng không còn chỗ nữa. Và bên Mỹ lúc trước là khi mà mất một cái là họ mang vô, họ để trong nhà xác, bởi vì mất thứ tự, mất ít đó, thì họ bố trí cái nhà hoàng, rồi bắt đầu họ để trong đó có chỗ họ lột ruột ra hết, rồi họ ướp thuốc, rồi họ làm cho thiệt đẹp, họ mang ra đợi để mà đi đám đồ này mà họ không. Bữa nay không có cái vụ đó nữa, liệm vô trong thùng luôn. Liệm vô thùng đông lạnh để nó khỏi hôi thối, rồi đi tìm chỗ nào được là dập, hoặc giả là đến cái lúc nào đó để mà thiêu. Vậy người thân không tới để làm đám gì được nữa hết, bởi vì bị dịch mà sao ai làm được. Quá trời chết nhiều. Thì anh kêu, bây giờ anh mới nói một câu là Việt Nam dễ tu, dễ giảng sanh. Hỏi vì sao? Phóng sanh cũng dễ. Trời ơi, mua cá, mua đồ thả thoải mái, bên đó phải lén. Đi tới chỗ đó mà thả là công an nó thấy được á, police nó thấy được, nó kêu sao lấy cái cá chỗ khác thả vô để ăn cá nó, hoặc cá nói cá bị dịch nhiễm làm sao là nó bắt nó nhốt luôn. Còn bên này quá già dễ dàng thả cá, thả tới nơi luôn, đến chùa chiền tu rất thoải mái. Mà con vô chùa thầy là con thấy lạ, không có ai thấy xài điện thoại hết, tốt lắm. Kêu mới ngưng rồi, thầy mới ra quyết định ngưng 45 cái điện thoại, cái chùa dữ vậy hả? Nó ngạc nhiên ngỡ ngàng. Rồi hai vợ chồng ngồi nói chuyện cũng khá lâu, và chúng tôi mới nói chuyện thì thấy ông chồng ông tu rất là đắc lực. Sáng là ông đi đánh banh sân tennis bên Mỹ hay chơi sân tennis, ông chạy vòng cũng niệm Phật. Mà khi mà có cái chuyện gì mà thường là ông ăn bột ngọt vô là trong cái tim ông nó đập thiệt mạnh 100+ nhịp, rồi mặt mày hưng cực lên một cái là lúc đó ông gì, Cha Di Đà ơi cứu con, Mẹ Quan Âm ơi cứu con, bắt đầu ông niệm cái uống viên thuốc vô cái ông hết. Ông kêu bây giờ trước giờ quen rồi, có gì cứ kêu Cha Di Đà. Ông nói nó cười, có tài dụng mình ngồi đó với giấc nhà cười muốn chết luôn. Ông kêu là Cha Di Đà cứu, thì giấc nhà nó nói anh tin Cha Di Đà mới có 7-8 phần, 5-6 phần à. Anh hỏi vì sao, ông kêu đừng uống thuốc mà niệm Cha Di Đà thì mới tin 100%. Ông kêu ha. Còn uống thuốc mà còn kêu là Cha Di Đà thì dĩ nhiên cũng tin mà chưa tiệt đó. Thì ngồi nói chuyện một chập như vậy, bà vợ mới nói con yếu lắm, mỗi lần mà con vô cái nhà con thấy cái nhà nào âm u mệt một cái là con lắc lư là thấy âm, phần âm nhiều. Thì chúng tôi mới nói cái tần số của chị nó thấp quá, tần số con người sống với con người này nè là thí dụ nó là 200 đi, mà nó hạ thấp xuống để mình thấy phần âm được, không phải là giỏi đâu, thì hợp với phần âm là tần số thấp hơn con người. Âm đã thấy quỷ nữa là cảnh giới quá thấp rồi, thua súc sanh rồi. Mà muốn cho cái tần số đó, cái tần suất đó nó nâng cao lên thì chỉ có niệm Phật trì đại bi thì nó nhanh thôi. Cái đó là khoa học vô cùng. Anh kia trời ơi, thầy nói tự nhiên nó thông, nó dễ hiểu, con hiểu liền. Ông chồng con ông nói như ông ép con không chịu. Thầy nói hiểu mà nói là không phải chuyện là dễ. Cô cuối cùng ngồi nói chuyện cái vỡ lẽ ra. Và lẽ ra nhưng mà chúng tôi có nói một câu là cái sức của con người mình là thân thể bước lên thay vì là 8 bước 10 bước mới tới trên cái tầng nhà cao, mà cái sức quá yếu mình bước mấy cái 3 bước là mình mỗi chân mình mệt thả thở phì phèo rồi bước lên trên không nổi. Thì cái tâm lực cũng vậy, hàng ngày không thường niệm Phật, không nghĩ điều thiện, không thích thú niệm Phật thì con niệm được một chút cái con cũng bỏ. Cái tâm yếu vẫn là tâm yếu, tâm sợ vẫn là tâm sợ. Con đang ngồi cũng kêu trời ơi anh ơi sao hương linh người ta đông quá vậy nè. Tưởng là mình thấy hương linh là hay nha, cuối cùng là gì? Cái tâm thức mình hợp với họ và thấy mà sợ. Còn các vị chứng đắc thiên nhãn, họ thấy tất cả hương linh, địa ngục, ngạ quỷ, thấy 10 phương pháp giới, thấy mà tâm bất động, thấy mà tâm an định, đâu có bị gì đâu. Đúng không? Còn mình chưa thấy gì hết là cảnh giới mình chỉ đang bị bó buộc trong con người. Mình chưa thấy gì hết, chỉ thấy con người, thấy loại súc sanh thôi. Thì đó mình vẫn còn bị giới hạn, tánh đức mình vẫn chưa phát diệu, vẫn còn giới hạn.
Còn người chứng đắc thiên nhãn thông, họ có thấy tất cả cảnh giới mà họ đâu có bị động đâu. Đây là sự chứng đắc. Còn mình thấy tưởng là chừng ngon, cuối cùng thấy vô hình, thấy ngạ quỷ được mà thấy cõi trời không được. Tần số mình là thấp hơn cõi trời thôi. Có người niệm Phật, họ thấy Phật là cái chuyện bình thường, mà họ không mong thấy, mà đến lúc tần số tâm linh họ thanh tịnh là tự động bật lên liền. Đúng không? Đó, TV của mình bật VTV1, VTV2, mình bật cái này nó lên liền, chứ bây giờ nó đồng bắt đúng tần số. Mà trong cái tần số đó để bắt gặp Phật, gặp Bồ Tát, cái chướng ngại lớn nhất của nó là ngã mạn và tham ái. Cái này nó làm nhiễu tần số. Hai cái làn sóng tham ái, ngã mạn, nghi ngờ, nó làm nhiễu cái tâm thức của mình gặp Phật. Bây giờ mình muốn nhiễu hay là mình muốn cho nó thanh tịnh? Nhiễu cũng do mình thôi. Vừa niệm Phật lên rồi ngã mạn lên, ui dồi, nay tôi dẫn chúng hay thế. Rồi ngã mạn lên cái là nhiễu rồi, nhiễu rồi, nhiễu. Thấy không? Quan trọng ở chỗ những cái từ ngữ khoa học này quan trọng lắm ấy, nên nhớ. Thì chúng tôi cảm giác thấy hai vợ chồng lên mà không phải chúng tôi nghe nói nước ngoài hoặc lên cúng dường chúng tôi tiếp, tự nhiên lên chùa cũng có công việc chút xíu, đó là coi cái miếng đất ở trên cái bãi xe, rồi sẵn là chúng tôi lên trên đó gặp hai ba việc phối hợp, chứ không phải là nghe người ta cúng là chạy lên đâu. Mà họ quá tha thiết từ Sài Gòn lên chỉ một việc duy nhất, gặp bao nhiêu năm nay rồi nghe, mà họ gặp họ mừng, họ tha thiết. Chúng tôi không phải nói để chúng tôi nâng cao cái uy tín chúng tôi, mà thấy họ quá tha thiết. Hai vợ chồng thực ra mới ba mấy 40 chứ đâu có lớn tuổi đâu, mà bà vợ khen, trời ơi, từ khi anh này ăn chay, anh niệm Phật, cái chán anh bóng lên, anh không có sức cái thuốc gì hết, anh thoa cái keo gì, anh thoa cái dầu gì mà chán anh bóng đẹp ghê, kêu con điểm gì cái chán con cũng bóng chứ gì đâu. Nhưng mà cái nghiệp lực người phụ nữ, cái tâm tham ái nó làm nhiễu cái tần số của niệm Phật mạnh lắm. Thương con, thương chồng, dính líu mạnh quá cho nên nó nhiễu mạnh lắm. Mà mình cảm giác mình thấy họ trân quý, họ cung kính, mà chúng tôi thực sự mà đến nỗi mình hổ thẹn, không biết mình được như vậy không, mà họ cung kính, họ quý như vậy. Không phải nói ngoài cái miệng đâu, mà họ chân thật như vậy. Cho nên chúng tôi dạo gần lại đây, chúng tôi mới chiêm nghiệm thấy được cái lời của Hòa Thượng Tịnh Không nói lại cái lúc mà Ngài đi ra bên Mỹ. Ngài về, mỗi lần bước xuống sân bay là đi các nước trên thế giới là về thăm thầy mình là Nghĩa Liên Bình Nam. Nhiều lần, chắc cũng 2-3 lần nói thầy đào tạo thêm vài người giống như là con hoặc là giỏi hơn con, để có anh em trợ thủ đắc lực khi đi ra giảng pháp hoặc làm Phật sự. Nói lần đầu Ngài cũng không nói gì hết. Hòa Thượng Tịnh Không nói lần thứ hai, Ngài Liên Bình Nam cũng không nói gì hết. Bắt đầu nói lần thứ ba, Ngài Lý Bình Nam nói ông đi tìm giùm tôi đi. Ngày lúc đó Hòa Thượng Tịnh Không biết là mình tìm không ra, thầy tìm không ra, cũng không nên ép thầy. Không nên ép thầy để huấn luyện những người như mình. Thời hôm nay học trò tìm không ra, trò không phải là trò. Nói họ không được, dạy họ không nghe, nghe tay này lọt tay kia, trò tìm không ra. Thời buổi hôm nay tôi không tìm ra được ai như ông. Lúc đó Ngài Lý Bỉnh Nam là cư sĩ, nhưng mà gì, cái cảnh giới Ngài là Bồ Tát, không phải đơn giản. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không là tỳ kheo, là thượng tọa, lúc đó chưa là hòa thượng, nhưng mà phải cung kính thầy. Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy, cung kính vị cư sĩ này là một vị thầy. Bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không thấy cảnh giới Ngài cao sâu quá. Nhưng cái thời hôm nay học trò họ học thì học ngoài da ngoài miệng như vậy, bước đầu họ gặp mình họ cung kính, họ khóc lóc đồ, họ làm coi như là thiệt là cung kính. Mà ở gần mình thời gian nữa là thì thôi rồi, gọi điện thoại cũng không bắt máy, nói cái gì cũng không được hết trơn, thì tâm kiêu mạn xảy ra. Lúc trước mình bước lên xe họ một cái là lông tóc họ dựng đứng, bữa nay đôi khi họ không muốn chở. Chúng ta nói chung chứ không phải nói ai, ai có tự hiểu, sự thật là vậy. Không, chúng ta thấy ngộ, học trò này không bao giờ học được. Cũng như cái chuyện hôm qua chúng tôi nói là người nào ở chỗ đó, tỉnh thất là ở tỉnh thất, ở dưới này là ở chỗ này, không có lộn xộn qua lại. Vừa nói vậy bữa nay là hồi hôm qua cái là vừa nói xong thì chú Tài đi lên đó, mấy thầy hỏi liền sao mà thầy nói không có đúng với cái việc mà thầy nói là người chỗ nào ở chỗ đó, sao mà chú đi. Do tối hôm kia ông đứng ông khóc ông quỳ. Lúc trước là em của chú Linh đi lên là chúng ta thấy còn nhỏ, đưa chú Linh lên quản lý ở trên đó. Mà Linh trên đó là để ở trên đó tu 3 năm, 7 năm chứ chưa đi học được đâu. Hồi nhỏ đến lớn cha mẹ cũng chưa cho mời thầy nào về, chưa cho nó học với một vị thầy nào có đạo đức thực sự. Ấn Tổ nói khi bắt đầu bước vào trường là phải cho nó học một vị thầy có đạo đức 3 năm, 5 năm.
nó chưa học được, chúng tôi nói chú Linh ở trên đó cho nó học, nó công quả. Mà lên đó nó siêng, nó ngoan liền. Bếp làm 2K rồi đi làm mọi công việc rất tốt. Thì chú Tài cứ nhớ, chúng tôi vừa cho lên cái chú Tài cãi lời là kêu cho chú ở dưới này phụ cho con công việc. Chúng tôi nó không được. Cuối cùng là nằng nặc, cuối cùng lên ăn cơm buổi sáng xin, chúng tôi nó không được. Ở trên đó nó không có ổn về mặt đăng ký tạm trú. Nếu mà đi thì đi về, còn không thì ở đây. Mình cũng dung dưỡng, đáng lẽ họ xin đi và cho đi về nó mới là xong dứt điểm, cho đến bây giờ nó còn nói chi là lung tung lang tan. Rồi cuối cùng lại chịu nghe. Rồi bữa đó đi lên với thầy Ngữ, thấy chú Tiểu đã thích quá, ăn cái về tối hôm kia quỳ trước cửa thiệt lâu. Chúng tôi ra ổ gì á, kêu cho con lên chùa. Cái ổ bữa đã nói rồi mà, thôi con gói đi về đi. Cũng không chịu đi về, quỳ đó. Mình đi vòng mấy vòng rồi cũng quỳ đó. Rồi cuối cùng khóc kể lễ đủ chuyện. Rồi trước má con không cho con đi tu, con phải nhịn ăn á. Con khóc lóc, cuối cùng má con phải cho con đi tu, đi lên chùa thầy. Con quý thầy, con kính thầy, thầy bên Mỹ về rồi con khóc, con kính lắm. Bây giờ con bất kính thầy quá, học văn sao không hiểu, không kể đủ thứ trong tâm bỏ ra. Rồi kêu chà, hồi trước má không cho đi tu, bắt buộc má phải cho. Bữa nay thầy không cho lên chùa, bắt buộc thầy phải cho. Kêu đứng dậy không được. Cuối cùng thì thôi tạm lên đó, cái đứng dậy liền. Thì bữa nay thầy Nhuận Minh phải thi hành với thầy Hào, phải thi hành mệnh lệnh này. Bữa nay xe chạy rồi, các vị cư sĩ cộng tu không tạm trú, không có tạm trú được. Hôm bữa chúng tôi gặp chú Bình ngồi với chú Cảnh với cô Thu, có công chuyện cô Thu ở trên đình thất, định mở miệng xin nó để cho các chú xấu chú được tạm trú. Mà nó nói ra cái mình giật mình, nó kêu bữa nay không dễ tạm trú đâu, khó vô cùng, khó lắm, không dám mở miệng để xin luôn. Thì những người cư sĩ đó hôm nay xe chạy rồi phải đi về, không tạm trú được trong chùa, lỡ chết cái đồng báo tử đâu. Đó, như hôm nay ni sư mất đó, ni sư nằm hơn 2 tháng mất, vừa báo con cái xong là đứa con trai nó phải mang về để nó làm đám, nó kiếm tiền. Còn thằng con trai mà có hiếu ngoan là nó về nó năn nỉ trước, và đứa con trai của sư cô là phải ra điều kiện là chết phải mang về đó làm đám để nó kiếm tiền trả nợ. Còn một vị sư cô đệ tử đó là phải vô trong chùa của ni sư ở được thì mới ký giấy để hộ niệm. Thì bữa nay hợp lý là đem về đó, có báo tử, có cái chuyện là tạm trú ở trong đó, mình yên tâm. Bây giờ mấy chú không có thì mình tính sao? Hôm bữa chúng tôi nói một lần rồi, mình lên hợp mới đây thấy kêu thôi cho tạm ở một thời gian để tìm cách nào. Thầy Hào cũng kêu chịu thua, không đăng ký tạm trú. Cái bữa tối chúng tôi nói chú Tài, chúng tôi nói hết lời như năn nỉ luôn. Mình kêu ổ sao mình năn nỉ cái chú này ta. Bây giờ lên trên đó là không đăng ký tạm trú được, ở dưới này cũng chưa xong, đang gói ghém lưa lo chưa ổn. Rồi chú cố gắng chú vượt qua được, ở dưới này nó yên ổn. Mà nhìn cái mặt chú này thực sự không phải chúng tôi nói xấu gì, chứ chúng tôi cũng biết coi tướng sơ sơ là cái mặt chết yểu. Cái mặt chú không phải là người phúc hậu đầy đặn, chúng tôi muốn ở cho ở bên cạnh để mà bòn phước ở tu dưới này mà không chịu. Không chịu giờ cho về. Xấu chú đó với chú Tài hôm nay là gọi điện về nhà hết cho tiền xe đi về. Cái gì nữa? Hồi xưa người ta nói cái câu đó là luật pháp hay gọi là quân pháp bất dị thông. Không thể đổi cái quân pháp, cái pháp luật, cái quy củ vì người đó quá thân với mình, là người dòng họ, là anh em, là người ở bên cạnh mình mà là du di. Ở chỗ nào, ở chỗ đó. Cái lúc mà gắt về cái chuyện dịch đó là nhà ở nào ở nhà đó. Hôm nay bắt đầu xe lưu thông chạy rồi thì mình cũng phải có cách ly. Ngồi trên xe lúc trước 50, bữa nay cho 20, 30, mười mấy người, máy bay cũng phải vậy thôi. Người ta vẫn còn sự cách ly mà mình làm sao mà nó lộn xộn trong này. Cho nên chúng tôi nói trước với đại chúng rồi, người mà chúng tôi điều khiển không được thì phải cho ra khỏi chỗ này. Thầy Hậu vậy để tứ quy trên đó, đại chúng không đồng lòng gì hết, có nói này nói nọ, chúng ta thấy không ổn, đưa xuống đây cái thầy xuống liền. Tỳ kheo rồi cũng phải chấp hành. Chú này còn là một người cư sĩ, điều hành không được, lớn lên nó phá chùa mình như không, mình làm sao nói được nó nữa. Quỳ, quỳ đó chừng nào mà kêu lên tỉnh thất mới đứng dậy. Kêu kiểu gì cũng không đứng dậy, quá ngang ngạnh. Phải về ở với cha mẹ lại. Kêu về nhà khổ lắm, nhưng khổ ở đây sướng không chịu. Chúng tôi điều không được, chúng tôi ở tại đây còn sống mà điều nó không được. Đó. Thầy Chánh nói lên kia là lên ngay, ngon lành. Thầy Minh nói lên ở với cha là lên liền. Thầy Hậu đang ở dưới phòng dưới kia tụ tập, chúng tôi nói lên trên này là lên liền. Không phải là chúng tôi dùng cái y luật, cái y lực mà ức hiếp đâu, mà nó phải có cái quy luật trong đó. Giáo bắt nghiêm chi sư đọa. Những người đệ tử mà mình không nghiêm cấm họ và răng dày, răng dè cho thiệt mạnh
thì về sau họ phá đạo, không đủ tư cách để sống với cha mẹ thì làm sao đủ tư cách sống với thầy, với lại trong Tam Bảo khó vô cùng. Chỉ có một cái là mình chịu khó lắng nghe thầy. Bữa đó chúng tôi đã nói rồi mà không hiểu, bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý dâng cho người thầy, mặt người uốn nắng chuyển say. Người ta nói ở chỗ nào là mình ở chỗ đó. Nó rối cho bao nhiêu con người ở trong này đăng ký tạm trú tạm vắng rồi sao? Cho nên ra thôi, cho lên rồi cho về là khỏe nhất, khỏi nói chuyện nhiều. Nó mỗi lần cứ chuyện như vậy thì nó là gì? Nó là phân tâm chúng tôi. Cho nên đại chúng đừng có để chúng tôi nói cái toàn thế giới biết nha. Hôm nay nói cái là toàn thế giới biết là phải đi thôi, chứ không có nói order mà xin đâu. Còn em chú Linh, chú nhỏ này ngoan, chú đi xuống đây con quả hỏi chú muốn ở trên đó không, ở dưới này, tùy theo thầy chỉ dạy con ở đâu cũng được. Mới 11 tuổi thôi, ngoan. Những người ngoan này phải giữ lại. Cho nên chúng tôi, cái tiêu chí chúng tôi là không nhận đứa trẻ, bởi vì nói nó không được. Những người trẻ 14, 15 tuổi đó, rồi lên trên đó rồi chỉ cho chú Bảo. Chú Bảo cũng không có rành, sáng nay vô trong cái ly uống nước đại bi trì tụng xong cái ly, chú Bảo đâu có biết đâu, ông mới đâu có rành đâu. Cái người cũ mỗi lần thay đổi người mới là nó cứ trục trặc, rồi cuối cùng không có cái ly uống nước, chẳng lẽ lấy mấy cái ly Phật uống. Sáng nay cũng không có nước tâm lễ Phật chú đại bi uống. Cũng không trách chú Bảo, bây giờ ông mới vô ông có biết gì đâu. Ông này ông làm râu lâu quen rồi. Lúc trước ông thương chúng tôi mền mùng 3-4 ngày ông thay, bữa nay nửa tháng nó hôi rình luôn chưa thay. Chúng tôi phải tự đi thay đổi gì đó. Đệ tử như vậy hỏi làm sao mà mình nuôi được. Về nhà chăm sóc cha mẹ chưa xong. Hôm nay là mấy thầy trên đó phải chấp hành đúng quy chế của thầy, là gọi điện về nhà trực tiếp phải gửi về nhà. Hồi trước chúng tôi cũng quá dung dưỡng, nhận vô là không hỏi cha mẹ. Cái này là sai của chúng tôi. Hôm nay trên đó mấy thầy mà tự ý, như là thầy Niệm, thầy Phiên, mà thầy Nhuận Minh mà tự nhận người vô mà không hỏi chúng tôi, thì mấy thầy cũng phải tự đi thôi, tự đi ra thôi. Lộng hành ở trong cái quy chế 5 điều quy ước của Linh Nham là không được tự tiện nhận chúng vô. Mới có cái ban tổ chức đàng hoàng chứ đâu mà mình nhận vô rồi làm phe cánh trong đó, rồi đệ tử tôi, rồi nhóm này do tôi nhận vô. Cái đó là cái tệ hại trong chùa, nguy hiểm vô cùng, phạm một trong 5 quy định này là phải ra khỏi chùa. Nó nghiêm khắc như vậy mới được chứ đâu mà nó dẫn ngươi được đâu. Hôm nay chúng tôi nói như vậy không phải là khoe khoang giữa đại chúng trên toàn thế giới biết cái chùa mình là khó, mà bữa nay là phải khó như vậy. Học vô nội quy rồi là phải áp dụng cái thanh quy, cái quy chế của Ấn Tổ thôi, chứ không có nói kiểu lộn xộn được đâu. Đâu mà chuyện giỡn người, mấy thầy tỳ kheo chúng tôi điều một cái là phải đi đúng mất liền. Mà điều nó có cái lý do chứ đâu phải không lý do đâu. Mà sao mày chú này mà ngang bướng như vậy? Không có được. Nói gì vậy không phải là bực tức gì chú Tài, mà nói vậy để chúng cảnh giác. Chúng tôi có mặt ở đây, còn sống ở đây, đừng có làm cái chuyện mà ngang xương như vậy. Người ta đã nói hết lời rồi mà cuối cùng không nghe thì phải chịu nhận cái hậu quả mình thôi. Cái này là cái chuyện bất kính. Cái chuyện mà cung kính là gì? Vâng lời chân thật làm theo. Là cung kính chứ. Giờ kêu cùng cung kính thầy lắm, lạy lạy xối đầu, nhưng mà không chịu nghe theo thì làm sao gọi là cung kính được. Chúng tôi lớn tuổi, thực ra lớn hơn chú đó nhiều. Chú đó 19, 20, 21 gì, chúng tôi 50 tuổi, lớn hơn nửa đời người. Chẳng lẽ mình không định đoạt được cho nó, mà định đoạt nó không nghe. Thì phải về sống với cha mẹ thôi, chứ làm sao sống trong chúng được đó, thấy không? Họ muốn sống ở đâu là họ sống, cho họ trên kia thì lôi xuống đây, xuống đây không thích thì lôi lên trên kia. Không chỉ thích em chú Linh cũng lên cũng ở cho nó thích, là mình đi, mình không có theo ông thầy mình điều khiển được thì hỏi làm sao tu hành được. Ghi làm chi cho nhiều trong cuốn sách đó, trong cái tập đó ghi cho nhiều, mà làm không được thì để làm cái gì? Tạ lấy thiết không bằng 100 gram thực hành. Chúng tôi nói không phải ra oai với đại chúng, nhưng mà chúng tôi nói là phải điều khiển được. Người lãnh đạo phải điều khiển được, còn không thì phải ra khỏi chỗ này, giống như quy định của Linh Nham. Làm không được là phải ra khỏi chỗ này, chứ đâu mà chuyện nói cái chuyện mà muốn làm gì làm được đó. Lên trên đó có vài bữa bắt đầu là muốn chuyện khác nữa cho coi. Nên đâu phải đơn giản. Rồi bị đủ trò đủ chuyện, gia đình con khổ lắm rồi, rồi thế kia thế nọ, mục đích là muốn lên gần với em chú Linh, rồi kêu lên đó chịu khổ. Chứ nó giống như dưới này thôi chứ gì đâu mà chịu khổ. Chúng tôi thực sự, anh em phải biết ý chúng tôi là chúng tôi không muốn mình phải phá vỡ cái quy định, cái quy chế và tự ý mình. Chúng tôi không muốn vậy. Nhưng lại phải hỏi giờ con vậy, vậy giờ làm sao đồ. Thầy kêu không được là cái chết sống như vậy là theo không được đi. Không được mà còn bướng làm thì phải nhận hậu quả thôi. Chúng tôi nói trong này mấy anh em huynh đệ như thầy Minh, thầy Chánh là người không phải mới, thầy Hậu không phải là người mới. Mà chúng tôi nói là các thầy quan hỷ liền. Thì mình uốn nắng người đó được thì về sau mình mới giao việc lớn cho người đó.
Còn người đó mà uống đắng không được phải ra đi thôi. Vì sao? Không thể nào giao việc lớn, họ không có làm được gì trong này hết. Họ qua phá rối thôi chứ không có làm gì được. Bây giờ phải về nhà thôi. Các vị đó sáng hôm nay phải giải quyết xe chạy ra đó, cho tiền đi về, phải gọi trực tiếp trong gia đình nha. Như vậy mới được chứ. Còn chú Sơn, Thanh Sơn ngày xưa hộ niệm đó, thỉnh thoảng cũng chạy ra. Bữa chúng tôi lên gặp ảm mấy đứa nhỏ đâu ngồi bên ngoài, ít ai ra ngoài. Chú này cũng phải là cành thiệt kỹ. Khi chúng tôi báo người nào là mấy thầy trên đó phải cành đi ra ngoài là phải có lý do. Chú này cũng là tập khí nặng, phải canh cho thiệt kỹ, nghiêm mật những người này, không thì họ làm rối chút, lối rộn thường trụ. Nói như vậy bây giờ họ sợ chút cho chút nữa là coi như tập khí nó vẫn là như vậy. Kinh lắm. Chúng tôi đều nhiều lúc răng đe, ông phải khéo chúng tôi nói không lại. Cái tập khí mạnh quá. Họ công phu ít, họ ở trong chùa nghĩ là tu mới cuối cùng không có niệm Phật bao nhiêu hết. Toàn là lấy lừng tập khí để quấy rối thường trụ. Thì họ tính sao? Cho nên cái buổi sáng này nó quan trọng vô cùng. Đại chúng ngồi nghe pháp xong rồi chúng tôi thấy cái gì không ổn là chúng tôi tỉa bớt cho nó gọn đi. Mà nói là phải suy nghĩ chính xác chứ không phải là oan cho người ta. Cho nên chúng tôi không thích cái người mà tự ý đâu. Mình phải hội ý với nhau chứ không có nên tự ý. Tự ý đó là kiêu mạn rồi. Đặt để người khác phải theo ý mình mà còn nhỏ thì hỏi làm sao mà có thể dạy bảo được. Mà không phải một lần đâu, nói 5-3 lần rồi. Thôi để chúng nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, tập 8. 4. Luận về cách giữ gìn tấm lòng, lập phẩm vị. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Từ tâm không giết, nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu thập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng chẳng nói dối, thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác, tâm chẳng khơi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải trả nhân từ, còn hiếu thuận, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, nghiêm túc, tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có chọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn chọn hết phận ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội chọn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Người lành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung liền được vãng sanh. Bởi tâm hợp với Phật nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do từ tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, một lá thư trả lời khắp. Người học Phật nên giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Giữ tấm lòng tốt lành là phàm những ác niệm nghịch trời, trái lý, tống người, lợi mình, vân vân, đều chẳng cho khởi lên. Nếu khởi lên bèn lập tức sanh lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó tiêu diệt ngay. Phàm những tâm hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, lợi người, lợi vật, điều thường gìn giữ, hệ có sức làm được bèn sốt sắng làm, chẳng thể làm thì tâm cũng thường nghĩ đến điều ấy. Nói lời tốt lành là phải nói những lời có ích cho người, hữu ích cho Phật, chứ không phải là muốn cho người khác nghe xong vui sướng mà gọi là lời tốt lành. Như giáo huấn con cái và khuyên người làm lành, khuyên người kiêng ác, khuyên người giữ vẹn luân thường, khuyên người tu phước, vân vân. Làm việc tốt lành là tích cực làm những chuyện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính anh, hòa thuận với họ hàng, sửa đổi phong tục,
cho tốt đẹp hơn. Phàm tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, bái sám, các Phật sự đều phải thực hiện bằng thân tâm cung kính. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng thư răng nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi: nếu do cảnh ngộ không tốt thì hãy lùi một bước suy nghĩ, thử nghĩ coi trong đời kẻ hơn được mình cố nhiên là nhiều, nhưng những người không được như mình cũng chẳng ít. Chỉ cần không đói không rét, mong chi đại phú đại quý, vui theo mạng trời, an vui theo cảnh duyên, như thế sẽ chuyển được phiền não thành bồ đề, há chẳng thể chuyển ưu khổ thành an lạc ư? Nếu bị tật bệnh dây dưa thì hãy đấu đấu nghĩ thân này là gốc khổ, sanh lòng nhằm lìa hết mức, ra sức tu tịnh nghiệp, thề cầu vãng sanh. Chư Phật lấy khổ làm thầy nên thành Phật đạo. Chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết phàm phu đầy dẫy phiền não, nếu không khổ vì bần cùng, tật bệnh vân vân, ai có thể sẽ không suốt ngày trong rủi trong trường, thánh sắc danh lời. Ai chịu trong lúc đắc ý lừng lẫy, quay đầu nghĩ đến lúc chìm đẫm trong tương lai. Mạnh tự nói: trời vì muốn giao phó trách nhiệm lớn lao cho người nào thì trước hết phải làm khổ tâm trí, nhọc nhằn gân cốt người ấy, khiến thân người ấy đổi khác, thân thể chống thiếu, gây nên những điều trái ngược với những gì người ấy làm. Do vậy nảy sanh tánh nhẫn, tăng thêm khả năng làm được những điều người ấy không thể làm. Do vậy biết rằng trời muốn thành tựu người thường hay tạo ra nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời là được. Cái gọi là trách nhiệm lớn như Mạnh Tử đã nói chính là tước vị thế gian, vậy mà còn phải lo âu nhọc nhằn như thế mới chẳng phụ lòng trời. Huống chi chúng ta là phàm phu sắc đất, muốn trên thì gánh vác gia nghiệp của đấng pháp vương, dưới hóa độ pháp giới hữu tình. Nếu không bị chút nghèo bệnh vùi dập thì phàm hoặc ngày càng lẫy lừng, tịnh nghiệp khó thành, mê muội bản tâm vĩnh viễn đắm trong ác đạo, đến tận đời vị lai không mong có lúc thoát ra. Cổ đức từng nói: chẳng trải một phen lạnh buốt xương, há được hoa mai thơm ngát mũi. Chính là nói về điều này vậy. Hãy nên chỉ tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, chọn chẳng nên khơi lòng bực bội lo nghĩ oán trời hận người, cho là nhân quả hư huyễn, Phật pháp không linh. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên Quyển 1 thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, lá thư số 2. Sở dĩ tiểu nhân giả vờ làm thiện mà thật ra làm ác là vì nghĩ rằng người khác không biết mà mình biết, chẳng biết rằng những kẻ không biết chỉ là phàm phu thế gian đó thôi. Nếu là thánh nhân đắc đạo cố nhiên biết rành rẽ, chư thiên quý thần tuy chưa đắc đạo nhưng do quả báo đắc tha tâm thông cũng đều biết rõ rằng, huống hồ thanh văn duyên giác Bồ Tát chư Phật tha tâm đạo nhãn, thấy trọn ba đời như nhìn lòng bàn tay ư? Muốn người khác không biết chỉ có chính mình không làm mà thôi. Nếu tự mình biết thì thiên địa quý thần Phật Bồ Tát vân vân chẳng vị nào không biết không thấy tất cả. Nếu biết nghĩa này thì dẫu ở trong nhà tối phòng kín cũng chẳng dám coi thường biến nhát, dẫu nơi người ta không biết cũng chẳng dám mạnh nha ác niệm. Ý niệm vừa mới chớm còn kính nhiệm mà tội phước đã cách biệt một trời một vực. Xin đọc lá thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, lá thư số 4 trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Bởi lẽ thiên địa quý thần chư Phật Bồ Tát vân vân đều cùng biết, dẫu là kẻ không biết hổ thẹn hễ biết được nghĩa này cũng sẽ hổ thẹn vô ngần, huống gì bậc chân tu thật tiện. Vì thế muốn giảm bất lỗi trước hết phải khởi đầu từ chỗ sợ chư thánh phàm đều biết đều thấy, thấy tiên chiếc nơi canh nơi tường, cẩn thận dè dặt ngay cả với bóng áo,
vẫn chỉ là lời nói thiên cần, ước theo tình kiến thế gian. Thật ra tâm ta cùng mười phương pháp giới, bản thể hợp nhau khích khao. Do ta mê nên cái biết bị hạn cuộc nơi một thân. Mười phương pháp giới thánh nhân triệt chứng pháp giới tạng tâm sẵn có nơi tự tâm. Phàm hết thầy hữu tình trong pháp giới khởi tâm động niệm, thì các ngài không gì chẳng tự biết tự thấy. Vì cớ sao? Vì cùng bóng thọ chân như ta người không hay. Nếu biết nghĩa này, ắt sẽ run sợ, kiên dè, chú trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành. Thoạt đầu phải ra sức dứt vọng, lâu ngày không vọng nào có thể khởi được. Ác niệm vốn thuộc vọng tưởng, nếu không dắt chiếu sẽ thành ác thật sự. Nếu có thể dắt chiếu thì vọng tưởng giảm, chân tâm hiền. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, lá thư số 2. Người niệm Phật đối với mỗi sự phải dư lòng trung hậu khoan thứ, tâm luôn đề phòng lỗi hại. Biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa ắt làm mới hợp với Phật. Người như thế quyết định vãng sanh, nếu không như thế sẽ là trái nghịch Phật, quyết khó cảm thông. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trần Tích Châu. Người học Phật trước hết phải biết thực hiện cẩn thận, dè dặt nơi nhân quả. Đã có thể thận trọng, dè dặt thì tà niệm tự trong lặng, đâu đến nỗi có những chuyện chẳng đúng pháp. Nếu có, hãy nên dốc sức đoạn diệt thì mới là chân thật tu hành. Nếu không, học một đằng, hành một nẻo, chi kiến càng cao, hành vi càng tệ. Đấy chính là vết thương thấu xương của những kẻ học Phật tự xưng là thông gia hiện thời. Nếu chẳng vướng vào hai khuyết điểm ấy thì học một phần sẽ được một phần lợi ích thật sự. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Trần Bá Đạt, lá thư số 2. Các điều ác, những điều thiện đều là từ tâm địa mà luận, chuyên chỉ về sự thực hành nơi mặt sự tướng mà thôi. Trong tâm địa chọn chẳng khởi ác thì toàn thể là thiện. Niệm Phật như thế hơn công đức của người bình thường niệm Phật trăm ngàn vạn ức lần. Muốn được tâm địa chí thiện không ác thì trong hết thảy thời hết thảy chỗ phải chú trọng lòng kính, giữ lòng thành như đối diện Phật trời mới hồng đạt được. Nếu tâm vừa phóng túng thì các ý niệm không đúng pháp sẽ theo nhau khởi lên. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mạ Khê Tây, lá thư số 1. Phàm phu đáng mê, tính tâm bất định, nên lúc tin, lúc ngã lòng, lúc tu, lúc tạo nghiệp, cũng do người dạy ban đầu chẳng hiểu đường lối mà ra. Nếu thoạt đầu khởi đầu từ những chuyện nhân quả thiển cận, sẽ chẳng đến nỗi có những chuyện mê hoặc điên đảo như thế. Tội di vãng dấu cực sâu nặng, nhưng nếu chuyên chú chí tâm sám hối, sửa đổi tu tập, dùng chánh chi kiến để tu tập tịnh nghiệp lợi mình lợi người, thì tội chướng như sương tiêu, bầu trời chẳng tánh rạng ngời. Vì thế kinh nói thế gian có hai hạng người mạnh mẽ: một là không tạo tội, hai là tạo tội rồi biết sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi, tâm không hối thật sự nói gì cũng vô ích. Nếu chẳng sửa lỗi tu thiện thì có bảo là sám hối vẫn chi là nói suông, chẳng được lợi ích thật sự. Xin xem bức thư thứ hai trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành trong văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Ví như đọc đơn thuốc nhưng không uống thuốc, quyết chẳng mong gì lành bệnh. Nếu có thể theo toa uống thuốc sẽ được bệnh lành thân yên, chỉ sợ lập chí chẳng vững, một ngày nóng mười ngày lành, chí uổng có hư danh, chẳng ít lời mấy mấy gì. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Mộng. Học thánh học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác
vâng giữ các điều lành làm gốc, lại còn phải giữ phần khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, noi theo cổ nhân, tận tụy dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phóng hành đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, phô tài, chuông hoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Phàm suy nghĩ xứ sự đều phải sao cho nhân hậu. Nhân hậu thì được phước, bạc bẽo sẽ chẳng được phước gì. Nếu lại khắc bạc, hiểm độc, gian xạo, sẽ giống như ngọn núi cao chót vót, mưa cách nào cũng không thấm ướt được, bất cứ cây cỏ nào cũng đều chẳng mọc được. Hay đọc lá thư trả lời cư sĩ Kim Thiện Sanh trong bộ Văn Sao Tục Biên. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung. Tám chữ hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ chính là quy củ mật thước để làm người. Nếu ai chẳng tận sức nơi tám chữ ấy, chính là đã mất đi tám chữ, thì là loài cầm thú, đội mũ, mặc áo. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyển lý việc hướng dẫn khiêu gợi dâm dục là mục đích. Các con tuy có âm đức của tổ tiên chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt tự giữ gìn mới hồng chẳng thèn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hành, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đón mạng mà chết. Nay tớ gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỷ, đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng, trích từ 24 bộ sử ra, hai cuốn Giả Ngôn Lục. Đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân, hãy nên đọc kỹ. Câu Nam Mô A Di Đà Phật như đã nói chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang thông suốt, chi kiến từ trở về chánh lý, học hành làm việc đều có lợi ích lớn. Huống hồ nãy đăng lúc thấy đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn trở thành chuyện may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo Giả Ngôn Lục, đọc Thọ Khang Bảo Giám, Thanh Niên Bảo Thân, vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thụ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thụ dâm, đấy thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vậy. Hãy nên đấu đấu răng dè. Anh các con là đức tấn, mong mọi các con sẽ do Phật pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho. Đã sớm xin quan viết thư khuyên lên các con, quan sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thường, trái nghịch với Phật, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Nay các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu. Những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện, lâu ngày sẽ chẳng khó gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tâm tài, trời đất cao dày ai có thể biết được. Con người với tấm thân xấu thước sao lại có thể cùng trời cao đất dày khôn lường cùng xưng là tam tài cho được? Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau dự phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luôn thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì đã mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mèo dối trá, ý mạnh nút yếu ư, người như thế còn thua kém xài lăng, hổ báo, rắn độc, rết dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thường nghĩ đến lời ta đừng quên, thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ sống thọ. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ
Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục.